xin mời quý vị hãy cùng tôi du hành trong mơ tới Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại của nhân loại. Bức tường thành này được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên cho tới tận thế kỷ thứ 16 với mục đích ban đầu là bảo vệ Trung Quốc trước sự xâm lược của người Hung Nô, Mông Cổ và nhiều bộ tộc du mục khác. Công trình này bao gồm phần tường hào và tường trắng bao quanh có chiều dài khoảng 21.196 km, trải dài hơn 15 tỉnh của Trung Quốc. Chiều cao trung bình của tường thành là 7 mét so với mặt đất. Mặt trên của tường thành rộng trung bình khoảng từ 5 tới 6 mét. Vạn Lý Trường Thành có 5 giai đoạn hình thành chính. Giai đoạn thứ nhất, năm 208 trước Công Nguyên, thời nhà Tần. Giai đoạn thứ hai, thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, thời nhà Hán. Giai đoạn thứ ba, thế kỷ thứ bảy, thời nhà Tùy. Giai đoạn thứ tư, từ năm 1138 đến năm 1198, thời nhà Nam Tống. Giai đoạn thứ năm, từ năm 1368 đến năm 1640, thời nhà Minh. Ngày nay, Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc.